Trong năm qua, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới trong khám điều trị bệnh, đổi mới thái độ phục vụ bệnh nhân, nhất là cải cách thủ tục hành chính khám chữa bệnh cho người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung tâm Y tế huyện đã đạt được, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế tiếp tục học tập nâng cao trình độ y đức, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.